Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng kênh Tâm Linh 365 trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, quý anh chị và các bạn vẫn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cùng kênh Tâm Linh 365. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi hàng ngày, ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch của 12 con giáp. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi xem trong ngày mới này, con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn, con giáp nào sẽ phải đối mặt với những xui xẻo để có thể chủ động hơn trong công việc và trong cuộc sống của mình. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Âm lịch là ngày 7 tháng 4 năm 2023, tức ngày Quý Mùi, tháng Đinh Tị, năm Quý Mão. Tiết khí tiểu mãn, giờ hoàng đạo trong ngày hôm nay, sắp dần từ 3 giờ đến 5 giờ Kim Quỹ, Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ Bảo Quang, Đinh Tị từ 9 giờ đến 11 giờ Ngọc Đường, Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ Tử Mệnh, Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ Thanh Long, Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ Minh Đường, giờ Hắc Đạo, Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ Thiên Hình, Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ Chu Tước, Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Bạch Hổ, Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ Thiên Lao, Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Nguyên Vũ và Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ Câu Trận. Ngũ hành nguyên mệnh, dương liễu mộc, ngày Quý Mùi tức chi khắc can là ngày hung. Nạp âm, dương liễu mộc kỵ tuổi, đinh sửu, tân sửu, ngày thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tị thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất và tuyệt sửu, tam sát kỵ mệnh tuổi Thân, Tí và Thìn. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực mãn nên cầu tài, cầu phúc và tế tự. Tuổi xung khắc, xung ngày là Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tị, xung tháng là Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tị và Quý Mùi. Về sao tốt, thiên phú tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho và an táng. Thiên phúc tốt mọi việc, nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương. Lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Ích hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Minh đường hoàng đạo tốt mọi việc, thiên ân tốt mọi việc. Về sao xấu, thổ ôn hay còn gọi là thiên cẩu, khi xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Thiên tặc xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Nguyệt yếm đại họa xấu với xuất hành, giá thú. Cửu không kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương. Quả tú xấu với cưới hỏi. Phủ đầu sát kỵ khởi công và động thổ. Tam tang thì kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Ngày kỵ, ngày 25 tháng 5 năm 2023 là ngày dương công kỵ. 25 tháng 5 là ngày tam lương sát. Xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Hướng xuất hành, thì thần là hướng đông nam, tài thần là hướng tây bắc, hắc thần xấu nên tránh là hướng tây. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, sao tỉnh ngũ hành mộc động vật hãn, tỉnh mộc hãn diêu kỳ tốt, tướng tinh con dê trừu chủ trị ngày thứ năm. Nên làm tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền, kiêng cữ chôn cất, tu bổ phần mộ, đóng thọ đường. Ngoại lệ, sao tỉnh gặp ngày hợi, mão và mùi thì trăm việc đều tốt, gặp ngày mùi là nhập miếu khởi động vinh quang. Nhân thần,
ngày mùng 7 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung, xương bánh chè, tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ chân trích tại những vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong. Giờ xích khẩu xấu từ 11 đến 13 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ, xuất hành giờ này hay xảy ra cãi cọ, gặp chuyện không hay. Giờ tiểu cát tốt từ 1 đến 3 giờ và từ 13 đến 15 giờ, rất tốt lành, xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn. Giờ không vong tuyệt lộ xấu từ 3 đến 5 giờ và từ 15 đến 17 giờ, đây là giờ đại hung rất xấu, xuất hành giờ này thì mọi chuyện đều không may. Giờ đại an tốt từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ, xuất hành giờ này mọi việc đa phần đều tốt lành. Giờ tốc hủy tốt từ 7 đến 9 giờ và từ 19 đến 21 giờ, xuất hành giờ này gặp nhiều điềm lành, niềm vui đến. Giờ lưu niên xấu từ 9 đến 11 giờ và từ 21 đến 23 giờ, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo thì nên hoãn lại. Ngày xuất hành theo khổng minh, ngày đường phong tốt, rất tốt, xuất hành thuận cầu tài được như ý muốn, được quý nhân phù trợ. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là tổng quan tử vi trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Sau đây, mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên là tử vi của con giáp tuổi Tý ngày 25 tháng 5 năm 2023. Tử vi của con giáp tuổi Tý cho thấy rằng con đường sự nghiệp sẽ có nhiều tài lộc và may mắn, thế nhưng cũng không nên quá dựa vào may mắn mà không có sự cố gắng của bản thân. Chuyện tình cảm thì vẫn chưa thực sự ổn định với người tuổi Tý. Về vận trình sự nghiệp hôm nay, bạn sẽ có một ngày may mắn về tài lộc, không nhiều khó khăn và lo lắng. Bạn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn, không quá quan tâm đến công việc và nhiệm vụ. Thay vào đó, bạn sẽ tập trung vào việc giải trí trên mạng và trò chuyện với bạn bè. Tuy nhiên, thì hãy cẩn thận vì nếu tiếp tục như vậy, sau này bạn có thể phải đối mặt với những khó khăn kép. Trong tình cảm, người tuổi Tý sẽ gặp nửa kia nhưng không thực sự tương hợp. Ngày hôm nay, bạn và đối tác có thể gặp một số khó khăn và có ý kiến khác nhau mà chưa thể đạt được sự thống nhất ngay lập tức. Về mặt tài lộc, hôm nay sẽ không có nhiều biến động, bạn sẽ được hỗ trợ từ bạn bè, giúp đỡ tài chính của bạn không gặp rủi ro. Với người tuổi Tý thì bạn nên học cách điều chỉnh cuộc sống tinh thần vật chất và sẽ có trải nghiệm tâm linh, vật chất phong phú. Về mặt sức khỏe, thủy mộc sẽ có tác động tích cực đối với sức khỏe của con giáp này nhưng cần đề phòng một số biểu hiện không mong muốn. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi Sắt Tý mệnh kim, bạn sẽ có một ngày may mắn về tài lộc, không nhiều khó khăn và lo lắng. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy, bạn sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn, không quá quan tâm đến công việc và nhiệm vụ. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, hãy cẩn thận vì nếu tiếp tục như vậy, sau này bạn có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn kép. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, người tuổi Tý này sẽ gặp nửa kia nhưng không thực sự tương hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, ngày hôm nay sẽ không có quá nhiều biến động và bạn sẽ được hỗ trợ từ bạn bè và người thân. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 60, 5 năm, màu sắc cát tường là đen và trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tỵ, giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tý có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Cách ứng xử của tuổi Sửu cho thấy rằng con giáp này sẽ có tiến triển thuận lợi khi phát triển sự nghiệp của bản thân. Nhờ vào khả năng giao tiếp mà con giáp này sẽ thu về nhiều tài lộc lớn ngày hôm nay. Người tuổi Sửu trong vận trình sự nghiệp cho thấy rằng bạn cần phải thể hiện tính linh động và sẵn lòng làm việc cùng đồng nghiệp và cấp trên. Hãy tránh tự cao tự đại và mở lòng đón nhận ý kiến khác biệt từ người khác. Việc làm mà không biết lắng nghe và từ bỏ sự cố chấp không phải là cách hành xử của một người có phẩm chất cao. Về mặt tình cảm, tuổi Sửu sẽ đối mặt với nhiều trở ngại và khó khăn trong mối quan hệ tình cảm ngày hôm nay. Bạn không muốn chia sẻ tâm tư và tình cảm của mình với người khác. Điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy buồn bã, cô đơn và tự ti, dù bạn có tìm thấy người đồng hành cho cuộc sống của mình. Về mặt tài lộc, tuổi Sửu không chỉ có khả năng tạo mối quan hệ xã giao mạnh mẽ mà còn biết cách tận dụng những mối quan hệ đó để đạt được thành công về mặt tài chính.
Đặc biệt, những người khởi nghiệp sẽ có triển vọng phát triển vượt bậc và tạo dựng tương lai tài chính rực rỡ hơn. Về mặt sức khỏe, tuổi Sửu cần đề phòng biểu hiện không thuận lợi do thời tiết thay đổi liên tục. Hãy cố gắng duy trì tâm trạng vui vẻ và nhẹ nhàng, giữ cho suy nghĩ của bạn luôn được thư thái. Theo dõi tử vi trong ngày, tuổi Ất Sửu mệnh Kim cần phải thể hiện tính linh động và sẵn lòng làm việc cùng đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi trong ngày, tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, bạn hãy tránh tự cao tự đại và mở lòng đón nhận ý kiến khác biệt từ người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, người tuổi này sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại và khó khăn trong mối quan hệ tình cảm ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, bạn không muốn chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với người khác. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, những người khởi nghiệp sẽ có triển vọng phát triển vượt bậc và tạo dựng tương lai tài chính rực rỡ hơn. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 45, 53. Màu sắc cát tường là nâu và xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Mão và tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày là từ 21 đến 23 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ năm 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Theo tử vi của 12 con giáp cho thấy, tuổi Dần nếu làm việc kinh doanh sẽ thu được nhiều tài lộc và có được sự thăng tiến lớn. Tuổi Dần vẫn còn độc thân thì đây cũng chính là ngày tìm được nửa yêu thương của bản thân. Về vận trình sự nghiệp, nhờ có sự hỗ trợ từ tỷ kiên, người tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong ngày hôm nay. Hãy tập trung hết tâm trí vào công việc để đạt được những mục tiêu mà bạn đã đề ra. Nếu bạn đang còn độc thân, có thể sẽ nhận được sự hứng thú từ những người khác giới trong các sự kiện hoặc là các cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, quan trọng là bạn có đồng ý để tiến tới mối quan hệ này hay không. Về mặt tài lộc, sự giao thoa với tỷ kiên mang lại sự cứng nhắc. Tỷ kiên thì đại diện cho sự dũng cảm và quyền lực. Vì vậy, tài chính của tuổi Dần có thể trở nên ương bướng và đòi hỏi sự quyết đoán như tính cách của chính người tuổi Dần. Theo dõi tử vi tuổi Sắp Dần mệnh Thủy, người này làm công việc liên quan đến kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, hãy tập trung hết tâm trí vào công việc để đạt được những mục tiêu mà bạn đã đề ra. Tử vi trong ngày tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, nếu bạn đang độc thân, có thể sẽ nhận được sự hứng thú từ những người khác giới. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, tài chính của con giáp này có thể trở nên ương bướng. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, tình yêu lứa đôi có sự xa cách do sao nhãng chuyện tình cảm. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn 4496, màu sắc cát tường là xanh, xanh lam. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi, giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mão nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau. Xã giao thuận lợi sẽ giúp cho bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại ngay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng. Tử vi phương Đông trong ngày cho thấy mộc khắc thổ, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại có dấu hiệu trục trặc. Con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi, thân thiết với người khác, khiến cho nửa kia cảm thấy tổn thương, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Theo dõi tử vi trong ngày mới tuổi Ất Mão mệnh Thủy, người tuổi này nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, hôm nay bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, xã giao thuận lợi sẽ giúp cho bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại ngay, chắc hẳn cũng sẽ thu được những kết quả đáng mừng. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn 43, 74, màu sắc cát tường là xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu, tuổi Tuất và tuổi Hợi.
giờ tốt trong ngày là từ 21 đến 23 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão có một ngày mới làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch của con giáp tuổi Thìn. Hôm nay, tuổi Thìn sẽ khá thảnh thơi và không quan tâm đến công việc nhiều. Bạn có thể dùng thời gian này để giải tỏa căng thẳng và áp lực, tài lộc được hỗ trợ từ thần tài nên vẫn luôn có sự ổn định. Sự nghiệp trong ngày hôm nay tuổi Thìn có xu hướng tập trung nhiều vào việc ăn chơi và bỏ qua công việc. Nếu đây là lúc để nghỉ ngơi sau một thời gian dài áp lực thì không sao, bạn có thể sửa lại tinh thần và chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Trong mối quan hệ tình cảm, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều vấn đề cần giải quyết. Hôm nay, tình duyên của bạn có thể không được suôn sẻ. Các cặp đôi thì có thể sẽ gặp phải nhiều mâu thuẫn và bất đồng, cần phải thời gian, suy nghĩ, giải quyết. Đối với những ai còn độc thân, chưa có sự may mắn trong tình cảm, bạn cần phải tỉnh táo trong các mối quan hệ với người khác giới và tránh bị lừa dối bởi ảo tưởng cá nhân. Về mặt tài lộc, tuổi Thìn luôn tôn trọng và làm tốt công việc của mình, đồng thời đặt chữ tín vào tiền bạc. Do đó, vận khí thần tài của bạn luôn ổn định, bạn có quan niệm rõ ràng về tiền bạc. Về mặt sức khỏe, hôm nay tuổi Thìn cảm thấy nhiều mệt mỏi ở trong người. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, con giáp này có xu hướng tập trung nhiều vào việc ăn chơi và bỏ qua công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, người tuổi này sẽ gặp phải nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, tình duyên của bạn có thể là không suôn sẻ. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, người tuổi này luôn tôn trọng và làm tốt công việc của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, các cặp đôi có thể gặp phải nhiều mâu thuẫn và bất đồng và cần phải thời gian để suy nghĩ giải quyết. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày là 41 và 73. Màu sắc cát tường là vàng và nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Dậu và tuổi Thân. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn có một ngày mới làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp ngày hôm nay. Phương diện tình cảm cũng không được như ý khi những mâu thuẫn không đáng có sẽ xảy ra. Về mặt sự nghiệp, tuổi Tỵ sẽ gặp khó khăn và gian truân, làm cho tình hình không yên bình. Những nỗ lực xây dựng công việc suốt thời gian dài của bạn sẽ tan biến một cách đột ngột. Bản mệnh của bạn bị bỏ qua và không được công nhận. Trên phương diện tình cảm, hiện tại mối quan hệ của tuổi Tỵ là đáng lo ngại khi bản mệnh và đối tác thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ và sự thông cảm đối với nhau. Sự xung đột do tương khắc của ngũ hành làm tăng thêm những mâu thuẫn giữa hai người. Về tài lộc, nhờ gặp tài tinh, người tuổi Tỵ có ý thức về việc tiết kiệm, làm tốt công việc và có lòng tin trong việc quản lý tiền bạc. Điều này giúp vận khí thần tài của bạn luôn được ổn định. Đối với vận trình sức khỏe, do quá bận rộn mà tuổi Tỵ thường bỏ bữa và ăn uống không lành mạnh, con giáp này nên duy trì chế độ ăn uống điều độ, ăn đủ lượng cần thiết. Theo dõi tử vi trong ngày hôm nay tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, con giáp này sẽ gặp khó khăn và gian truân trong sự nghiệp, làm cho tình hình của mình không được bình yên. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, những nỗ lực xây dựng công việc suốt thời gian dài của bạn sẽ tan biến một cách đột ngột. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, bản mệnh của bạn bị bỏ qua và không được công nhận. Tử vi trong ngày tuổi Tân Tỵ mệnh kim, hiện tại thì mối quan hệ của con giáp này đáng được lo ngại. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, người tuổi này có ý thức về việc tiết kiệm, làm tốt công việc và có lòng tin trong việc quản lý tiền bạc. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn 6386. Màu sắc cát tường là đỏ và hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Sửu và tuổi Thân. Giờ tốt trong ngày là từ 1 đến 3 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ có một ngày mới làm việc may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Dưới tác động tích cực của nhị hợp, người tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù bạn có là nhân viên mới đi chăng nữa, thì bạn cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể.
đồng thời cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bạn cũng chớ nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Có thể bạn còn phát hiện ra được tiềm năng của chính bản thân, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai. Hỏa sinh thổ, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa, bởi vốn dĩ thì người ấy cũng luôn bên cạnh bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn, chỉ là bạn không nhận ra tình cảm của đối phương đang dành cho mình. Này là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim, con giáp này nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Tử vi trong ngày tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, bạn cũng chớ nên lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, hãy tin tưởng vào bản thân mình, có thể bạn còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa, bởi vốn dĩ thì người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, này là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn 21, 51, màu sắc cát tường là tím và đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Mão và tuổi Dần. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Tuổi Mùi trong ngày mới cần chú ý đến những mối quan hệ trong công việc. Chuyện tình cảm gia đình của tuổi Mùi có nhiều tiến triển thuận lợi, giúp con giáp này ngày càng hạnh phúc hơn. Về mặt sự nghiệp, trong ngày làm việc hôm nay, bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào tình cảm hơn là lý trí. Tuổi Mùi có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt và thường nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp xung quanh. Nếu bạn làm việc chăm chỉ hôm nay, có khả năng sẽ đạt được những thành tựu đáng mừng. Về mặt tình cảm, các cặp vợ chồng trẻ tuổi, người tuổi Mùi có cơ hội nhận được tin mừng. Sự hiểu biết, trân trọng nhau trong mối quan hệ ngày càng tăng. Một số cặp đôi có thể bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống khi mang thai hoặc sinh con. Đối với những người đã làm bố, làm mẹ, hãy dành thời gian và tình yêu thương đặc biệt cho con cái trong gia đình. Về tài lộc, hôm nay là một ngày thịnh vượng về vận may và tiền bạc. Tử vi mang đến cho bạn vận khí phồn thịnh trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, người tuổi Mùi cần phải lưu ý tính cách hướng nội và sự nhiều cảm xúc, dễ chi tiêu vào những chuyện ăn uống và giải trí. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Mùi đang rất tốt và có tiến triển tốt đẹp. Theo dõi tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, người tuổi này có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt và thường nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, nếu bạn làm việc chăm chỉ hôm nay, có khả năng đạt được những thành tựu đáng mừng. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, các cặp vợ chồng trẻ tuổi có cơ hội nhận được tin vui. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, hôm nay là một ngày thịnh vượng về vận may và tiền bạc. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn 52, 65, màu sắc cát tường là nâu và xám. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Giờ tốt trong ngày là từ 21 đến 23 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch của con giáp tuổi Thân. Theo dõi tử vi tuần mới cho thấy rằng chính ấn soi chiếu, tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn ngày hôm nay. Con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được, hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bạn còn có thể đưa bạn tiến xa hơn nữa. Xem ngày tốt xấu theo trực, nay trực mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, người tuổi này với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, con giáp này trở nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình.
Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho phù hợp. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn 15, 5 năm, màu sắc cát tường vàng, trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Dậu, giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, tuổi Dậu thì cần phải chú ý từng lời ăn tiếng nói với đồng nghiệp và cấp trên. Đường tình duyên của tuổi Dậu có một số bất đồng không đáng có, nhưng vẫn có thể giải quyết một cách dễ dàng. Trong ngày hôm nay, tuổi Dậu sẽ tỏ ra thoải mái hơn thường lệ. Tuy nhiên, con giáp này không nên trở nên quá chủ quan trong từng lời ăn tiếng nói. Khi làm việc, hãy tập trung và không sử dụng thái độ quá lạc quan để đánh giá mọi việc, tránh gặp phải những hậu quả không mong muốn. Về mặt tình cảm, đường tình duyên của Dậu ngày hôm nay có một số bất đồng không đáng có. Bạn và người đó có thể gặp một số rắc rối và có thể nảy sinh ý kiến bất đồng mà chưa thể thống nhất ngay lập tức. Về tài lộc của tuổi Dậu, có thể dễ dàng phát huy tài năng riêng của mình. Tuy cẩn thận trong việc xử lý tiền bạc, có thể giữ tiền một cách bảo thủ và được người khác mời mọc để thưởng thức ẩm thực và nhậu nhẹt. Theo dõi tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, con giáp này sẽ tỏ ra thoải mái hơn thường lệ. Tuy nhiên, không nên trở nên quá chủ quan trong từng lời ăn tiếng nói. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, hãy tập trung và không sử dụng thái độ quá lạc quan để đánh giá mọi việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, đường tình duyên của con giáp này hôm nay có một số bất đồng không đáng có. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, bạn và người đó có thể gặp một số rắc rối và có thể nảy sinh ý kiến bất đồng. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, người tuổi này có thể dễ dàng phát huy tài năng của riêng mình. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn 2169, màu sắc cát tường là trắng và xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ, tuổi Sửu và tuổi Thìn. Giờ tốt trong ngày là từ 1 đến 3 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Theo là số tử vi trong ngày cho thấy, sự nghiệp của tuổi Tuất gặp phải sự cạnh tranh rất lớn, con giáp này nên bình tĩnh trong mọi trường hợp. Chuyện tình cảm trong ngày hôm nay rất tốt đẹp, khi tuổi Tuất tìm được một người tấp đầu ý hợp. Về mặt sự nghiệp, vận khí cạnh tranh trong ngày là khá lớn. Trong công việc, bạn có xu hướng áp đặt quan điểm và suy nghĩ của mọi người, gây ảnh hưởng đến hòa khí trong nhóm. Để cải thiện tình hình thì hãy trở nên cởi mở và thoải mái hơn, bạn sẽ thấy được sự cải thiện rõ rệt. Về mặt tình cảm, chuyện tình cảm của bạn là khá tốt đẹp, người độc thân có thể gặp được một nửa tâm đầu ý hợp thông qua những buổi gặp gỡ và tụ họp bạn bè. Sự đồng điệu trong tâm hồn giữa hai người sẽ nảy sinh một cách nhanh chóng, gây ngạc nhiên cho không ít người. Về mặt tài lộc thì bạn có quan niệm rõ ràng về tiền bạc, tuy nhiên vì tính chính trực, bạn không sử dụng các thủ đoạn để kiếm tiền nhanh chóng, tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của bản thân, tiền tài sẽ đến chậm mà chắc. Đối với sức khỏe, mặt sức khỏe gặp thủy mộc tương sinh, mệnh chủ quá vượng. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa, vận khí cạnh tranh trong ngày là khá lớn. Trong công việc, bạn có xu hướng áp đặt quan điểm và suy nghĩ của mọi người. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ, hãy trở nên cởi mở hơn, thoải mái hơn, bạn sẽ thấy sự cải thiện một cách rõ rệt. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc, chuyện tình cảm của bạn là khá tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim, người độc thân có thể gặp được một nửa tâm đầu ý hợp thông qua những buổi gặp gỡ và tụ họp với bạn bè. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy, sự đồng điệu trong tâm hồn giữa hai người sẽ sản sinh một cách nhanh chóng. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn 5486, màu sắc cát tường là vàng và cam. Quý nhân phù trợ là tuổi Thân, tuổi Dần và tuổi Ngọ. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 11 đến 13 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất có một ngày mới làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch.
Theo dõi tử vi hôm nay, Tuổi Hợi sẽ tương đối thoải mái trong công việc và sự nghiệp của mình. Chuyện tình cảm có nhiều mâu thuẫn nên cần có giáp này khéo léo để xử lý. Tuổi Hợi tỏ ra thoải mái hơn so với thường ngày, nhưng không nên trở nên quá chủ quan trong từng lời ăn tiếng nói. Khi làm việc, bạn cần tập trung và không nên dùng thái độ quá lạc quan để đánh giá mọi việc, tránh nhận phải những hậu quả không mong muốn. Về mặt tình cảm, đời sống hôn nhân của Tuổi Hợi có nhiều xung đột và mâu thuẫn trong ngày hôm nay, làm cho không khí gia đình luôn căng thẳng dưới sự tác động của thương quan. Nếu cả bạn và người bạn đời không đối mặt trực tiếp với vấn đề và không thể nhìn nhận lại nó một cách thẳng thắn, thì chỉ làm tăng thêm những băn khoăn trong lòng và khó có thể giải quyết. Tình cảm vợ chồng thì sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Về mặt tài lộc, ngày hôm nay không gặp nhiều sóng gió đối với người Tuổi Hợi. Có sự hỗ trợ từ bạn bè nên tình hình kinh tế không có xung đột. Bạn không cần quá lo lắng về sự thu nhập, tính tình lạc quan và khéo léo trong công việc nhận biết người và tình huống. Theo dõi tử vi trong ngày mới của từng con giáp Tuổi Hợi cho thấy, đối với người tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, con giáp này tỏ ra thoải mái hơn so với thường ngày. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, khi làm việc, bạn cần tập trung và không nên dùng thái độ quá lạc quan để đánh giá mọi việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, đời sống hôn nhân của người tuổi này có nhiều xung đột và mâu thuẫn ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, nếu cả bạn và người bạn đời không đối mặt trực tiếp với vấn đề và không thể nhìn nhận lại nó một cách thẳng thắn. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, hôm nay không gặp nhiều sóng gió đối với con giáp này. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 33, 64, màu sắc cát tường là đen và xanh lam. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Mùi. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn Tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn Tuổi Hợi có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết tử vi trong ngày 25 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.